Du Danh xin kính chào tất cả các bạn thân mến của Du Danh. Thì hôm nay Du Danh cũng trở lại với chương trình video. Trước tiên Du Danh xin cảm ơn tất cả các bạn ủng hộ Du Danh qua nhiều cái video vừa qua, cũng như những lời comment của các bạn dành cho Du Danh. Một lần nữa Du Danh thành thật cảm ơn tất cả các bạn nhiều, thật nhiều, kính thưa các bạn. Thì hôm nay Du Danh cũng một cái tâm tình chia sẻ cùng với tất cả các bạn thân thương của Du Danh qua tình hình đất nước và tình hình thế giới hôm nay như sau. Thì trước khi đi vào chương trình, Du Danh xin giới thiệu với tất cả các bạn trong khung cảnh quen thuộc, nhưng hôm nay nó đặc biệt hơn mỗi ngày, tuyết đã rơi. Thì các bạn nhìn thấy ở trong cái khung cảnh, phải nói nguyên ở trong cái khu vực công viên, những bông tuyết đang tổ trắng rất đẹp, nhưng nó cũng rất là độc hại cho những người lái xe đi xa, kính thưa bạn, cũng rất là nguy hiểm. Nhưng tuyết thì lúc nào cũng đẹp hết, sau cái đẹp đó thì nó tồi tệ vô cùng. Đó là giới thiệu qua khung cảnh cùng với tất cả các bạn thân thương của Du Danh. Cho Du Danh xin kính chúc sức khỏe các bạn một ngày mới an lành bên người thân của chúng ta. Nói đến tin tức về tình hình chiến sự ở tại Ukraine diễn biến 24 giờ cũng như Nga và luôn cả tình hình ở Trung Đông như sau, thì lần lượt Du Danh sẽ chia sẻ cùng với tất cả các bạn thân thương của Du Danh. Nhưng nói đến tin tức về tình hình chiến sự mà Ukraine đã công bố hôm nay trong 24 giờ. Nói đến lực lượng quân đội Ukraine đã phá hủy một trong tuyến đường huyết mạch mà Nga mới vừa xây cất, và một đoạn đường dài lên tới hàng 3-40 cây số đã bị hỏa tiễn HIMARS nhấn chìm với đoạn đường ray sắt và luôn cả đường dẫn chuyển xe cộ. Đặc biệt đó là ở tỉnh Mariupol, một trong thành trì của thành phố Mariupol, cũng là nhà máy Azovstal mà các bạn đã biết từ đầu cuộc chiến khi lực lượng quân đội Ukraine đã bị bao vây nơi đây. Thì tuyến đường này mới vừa xây cất chuẩn bị hoàn tất bị hỏa tiễn HIMARS đã nhấn chìm tất cả tuyến đường này, theo tin tức từ Ukraine đã cho biết. Nói hiện nay chúng tôi phá hủy tuyến đường này là một trong tuyến đường huyết mạch ở tỉnh Mariupol, thì chúng tôi sẽ dọn sạch và chúng tôi sẽ tiếp tục tiến lên ở phía trước đến tỉnh Mariupol, Melitopol và tỉnh Kherson, và chúng tôi sẽ chiếm được tất cả những khu vực này, theo tin tức từ tham mưu của Ukraine ở miền đông đã cho biết. Đó là tình hình đặc biệt về tình ở tại cuộc chiến mà Ukraine đang phá hủy đường tiếp tế lương thực, vũ khí tối tân của Nga đang chuẩn bị hoàn thành bị Ukraine phá hủy. Riêng về tình hình chiến sự ở tại Arinka cũng như những mặt trận khác thì hiện nay hãy nói là đang sôi động, theo tin tức từ lực lượng quân đội Ukraine đã cho biết. Nói hiện nay chúng tôi đã tấn công nhiều đợt và Nga cũng đáp trả với chúng tôi khốc liệt chưa từng có. Chiến sự ở tại Arinka, đặc biệt nhất là ở khu vực khu công nghiệp, nhà máy sấy lúa, nhà máy than hiện nay nó trở thành là trọng điểm, cũng có thể là một nơi mà hóa ra là một cối xay thịt đang diễn ra hàng ngày ở chiến trường này. Nga thiệt hại nơi đây con số rất nặng nề, mà chúng tôi đã tiếp tục phòng thủ và bảo vệ khu vực ở Arinka. Riêng về ở Kupiansk, Gobotyne và luôn cả Liman cũng như những khu vực khác, thì Nga đang tập trung lực lượng để chuẩn bị một đợt tấn công mới, đặc biệt nhất là thuộc ở miền Bắc của đất nước Ukraine, Soida và Suica. Nói đến khu vực miền Bắc này, Nga đang duy trì lên tới 19.000 quân và đang chuẩn bị một đợt tấn công mới. Một đợt tấn công mà lực lượng quân đội Ukraine cho rằng nơi đây cũng là nơi chiến địa mà Nga đã bại trận nhiều lần vừa qua, đặc biệt nhất là với quân đoàn thủy quân lục chiến của Nga đã bị lực lượng quân đội Ukraine xóa sổ nhiều lần ở nơi đây. Vì vậy, tình hình này là Nga bắt đầu đang bước đến một kiện tấn công vào miền Bắc của Ukraine. Lực lượng quân đội Ukraine sẵn sàng trực hờ để cuộc tấn công đó. Đó là tin tức về ở miền Bắc cũng như luôn cả ở thành phố Bakhmut và những khu vực khác. Thì những cuộc đụng độ hàng ngày đang xảy ra ở tại miền đông Ukraine, nói cảnh tượng khốc liệt chưa từng có. Theo tin tức từ quân đội Ukraine ở mặt trận Bakhmut cho biết, nói với mấy ngày nay, Nga tìm bằng mọi cách để tấn công
chọc thủng tuyến phòng thủ của Ukraine, lực lượng quân đội Ukraine đã đẩy lùi nhiều cuộc Nga tấn công ở thành phố Bakhmut. Mà các bạn đã biết, nó đến thành phố Bakhmut là trở thành một thành phố hoang tàn, một thành phố đổ nát, không còn người ở đó, mà chỉ còn có giữa hai bên quân đội Ukraine và Nga để tấn công hàng ngày ở trên chiến trường này. Đó là tin tức đặc biệt về tình hình ở tại miền Đông. Và một trong tin tức thứ hai, nói đến việc máy bay của Nga ở tỉnh Lugansk. Máy bay của Nga đã làm rơi bom ở trong một thị trấn của tỉnh Lugansk, làm cho 4-5 người bị thương. Theo tin tức từ thị trưởng của tỉnh Lugansk đã cho biết, ây cha, hãy nói máy bay của Nga hay thiệt, mới vừa xong ở tỉnh Belgorod, kính thưa bạn, thì tên lửa của Nga cũng đã rơi vào ở trong lãnh thổ của tỉnh Belgorod, thuộc lãnh thổ đất nước của Nga. Thì bây giờ bom lại tiếp tục rơi vào ở trong khu vực của do Nga kiểm soát. Điều mà các báo chí bình luận cho rằng nó phi công của Nga quá giỏi, chắc là xỉn rượu hay sao, kính thưa bạn. Đụng đâu rớt đó, hay là vũ khí của Nga gắn ở trên máy bay không được cắt, bay lắc qua lắc lại, đảo tới đảo lui, sau khi đó bom bị rơi. Chuyện này cũng có, chứ không phải là không. Nói đến việc mà máy bay của Nga đã rơi bom, rơi tên lửa. Không phải ở nơi đây không, mà còn nhiều nơi khác nữa. Sử dụng từ đầu cuộc chiến cho đến nay xảy ra hầu như đến 5-6 vụ là máy bay của Nga làm rơi bom, rớt ở trong lãnh thổ của đất nước Nga. Thì bây giờ nói đến việc ở tại tỉnh Belgorod cũng như luôn cả ở khu vực của Lugansk, thì sự vụ đó xảy ra. Và ngày hôm nay, nói đến rạng sáng ngày hôm nay, tiếng nổ rung chuyển cả thành phố của Belgorod. Và chuyện gì xảy ra ở tại Belgorod? Theo thị trưởng của thành phố Belgorod đã lên tiếng cho biết, nói tiếng nổ, chúng tôi chưa xác định, nhưng theo tin tức từ địa phương cho rằng máy bay không người lái tấn công. Điều này ở tại tỉnh Belgorod này, hầu như chuyện đó xảy ra hàng ngày, lúc nào cũng có. Mà lực lượng quân đội Ukraine đã phá hủy cái cơ sở hạ tầng của Nga. Điều đặc biệt thêm là vào ngày hôm qua, sau khi Yuzhen chia sẻ cùng với tất cả các bạn, thì ở trong tỉnh Belgorod, nói đến hỏa tiễn của Ukraine đã nhấn chìm một trong hệ thống radar tấu tần của Nga. Hệ thống radar tấu tần để định vị cũng như cho máy bay ném bom và lẫn cả phá binh. Và một trong loại hệ thống radar điện tử hủy diệt tất cả các máy bay không người lái của Ukraine, làm cho biến loạn cũng như không chính xác, thì bị lực lượng quân đội Ukraine phá hủy ở trong thành phố của tỉnh Belgorod, cách biên giới 30 cây số. Đó là tin tức từ Ukraine đã thông báo. Riêng về tình hình đất nước Nga, thì Nga cũng công bố hôm nay nói là việc Nga tấn công lên đến là 9 máy bay Tu-95 cũng như một cuộc tập kích vào Ukraine ngày hôm qua. Thì Nga cho rằng đã phá hủy hoàn toàn cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine và luôn cả khí tài quân sự từ hỏa tiễn HIMARS và luôn cả hệ thống phòng không, nhưng không nêu rõ là ở địa điểm nào cũng như khu vực nào. Theo báo chí của Bộ Quốc phòng Nga đã công bố là chúng tôi đã phá hủy hoàn toàn luôn cả sở chỉ huy của lực lượng quân đội Ukraine từ miền Đông lẫn cả miền Nam Ukraine. Thì vào ngày hôm qua, kính thưa bạn, Yuzhen có thưa cùng với tất cả các bạn, nói đến là Nga đã cho máy bay Tu-95 tập kích vào Ukraine, tiếng còi báo động vang khắp nơi. Và thời điểm đó cũng là thời điểm của Bộ Ngoại giao Nhật Bản hiện đang có mặt ở tại thủ đô Kiev, bà phải chạy lên chạy xuống dưới hầm trú ẩn đến 3-4 lần. Thì tình hình hiện tại, theo tin tức của Nga, cho rằng đã phá hủy cơ sở hạ tầng của cả bộ chỉ huy của Ukraine. Thì Ukraine hôm nay công bố nói đến sự thiệt hại của người dân lên tới 30 mấy người bị thương, và trong đó có 6 người đã thiệt mạng, cả trẻ em, dân dân. Từ Kherson, Zaporizhia và luôn cả những khu vực khác, Nga tấn công dồn dập tên lửa suốt mấy ngày hôm nay.
Họ nói là cái thời gian mà Nga tấn công tên lửa, họ nói là rất là tàn bạo, chưa từng có. Thì theo tin tức báo chí từ châu Âu và lẫn cả Hoa Kỳ nhận định cho rằng hiện nay Nga muốn bào mòn về hệ thống lá chắn, đặc biệt nhất là đạn hỏa tiễn HIMARS. Chờ đến khi nào Ukraine kiệt sức và Ukraine không đủ hỏa tiễn lá chắn để đánh chặn, lúc đó thì Nga bắt đầu sẽ tiếp tục tấn công nhiều hơn nữa để phá hủy cơ sở hạ tầng của Ukraine. Đó là theo báo chí đã bình luận. Còn riêng về Ukraine nhận định cho rằng ở việc mà Nga tấn công, Nga lấy tên lửa từ Iran và lẫn cả Bắc Triều Tiên, dấu hiệu tên lửa hiện nay chúng tôi đã thấy rõ. Vì vậy, việc mà Nga tấn công không có gì là khác lạ. Nga muốn hủy diệt tất cả các cơ sở hạ tầng, đặc biệt nhất là mạng lưới điện vào mùa đông năm nay. Nhưng chúng tôi cứng rắn, chúng tôi rất hùng mạnh với hệ thống lá chắn thép của chúng tôi ngăn chặn được 80% với những loại vũ khí, ngoài những việc máy bay không người lái và những vùng xa xôi. Tương lai sắp tới, chúng tôi sẽ có đủ lá chắn, có đủ vũ khí để ngăn chặn những trái tên lửa và máy bay không người lái của Nga. Đó là tin tức đặc biệt về Nga đã thông báo cũng như Ukraine đáp trả. Riêng về tình hình ở tại tỉnh Kherson, hôm nay quân đội Ukraine đã thông báo cho biết là một đại tá của Nga đã tử vong khi đại tá của Nga là chỉ huy sư đoàn dù. Vì sư đoàn dù hiện nay là một đại tá cuối cùng ở cấp chỉ huy cao nhất, từ tướng và hai đại tá chiều qua cũng đã chết với lữ đoàn dù 104, đã bị lực lượng quân đội Ukraine xóa sổ hơn phân nửa lữ đoàn này. Thì bây giờ đại tá cuối cùng cũng đã tử vong. Theo tin tức từ lực lượng quân đội Ukraine đã cho biết, nó một cuộc đụng độ ở tại tỉnh Kherson vừa qua, cách đây khoảng 3 ngày. Thì tin tức này xác thực là đại tá nhảy dù của Nga đã tử vong khi tấn công vào lực lượng quân đội Ukraine đã bị bãi mìn và đại tá đã chết. Đó là tin của Ukraine đã tuyên bố. Nga thì chưa có xác nhận sự thật sự vụ này như sao. Nhưng tình hình tỉnh Kherson nói đến ở tại cái cầu giữa hai bên cũng như cặp con sông Dnipro hiện tại là khói lửa mịt trời. Cuộc chiến đang bắt đầu diễn ra khốc liệt. Mà lực lượng quân đội Ukraine lợi thế hôm nay, tức là ở trên đà thế thắng, vì lực lượng quân đội Ukraine có thể nói tương tự giống như ở tại con sông Dnipro giữa Bakhmut và quân đội Ukraine. Phân nửa quân đội ở bên kia sông, phân nửa ở bên này sông. Và ở bên này sông là tuyến phòng thủ, bên kia sông cũng là tuyến phòng thủ, nhưng được hỗ trợ từ pháo và xe tăng, với loại xe tăng bắn phá hoa cũng như luôn cả pháo tự hành ở trên xe tăng hỗ trợ bộ binh cho quân đội Ukraine ở tuyến phía trước. Vì vậy, Nga thiệt hại nặng nề ở tỉnh Kherson. Và tình hình ở con sông Dnipro hiện nay, Nga tìm cách để phá hủy lực lượng quân đội Ukraine nhiều mặt, luôn cả cầu phao để vận chuyển. Thì lực lượng quân đội Ukraine đã phá hủy luôn cầu phao của Nga. Nhiều khu vực, đặc biệt nhất là ở đoạn đầu cầu giữa con sông Dnipro, Nga tìm cách để vượt qua sông và tấn công vào tuyến phòng thủ của lực lượng quân đội Ukraine mới vừa xây cất xong, kéo chuẩn bị hoàn tất, thì hệ thống HIMARS đã phá hủy hoàn toàn với cầu phao, làm cho công binh của Nga thiệt hại trên dưới khoảng 30-40 người, theo tin tức từ lực lượng quân đội Ukraine đã cho biết. Thì cầu phao đang trôi dạt khắp nơi ở cặp con sông ngạn Dnipro này. Đó là tin tức về tình hình chiến sự miền nam Ukraine thuộc tỉnh Kherson. Riêng về tình hình ở thành phố Zaporizhia, cuộc chiến giữa Donetsk và Zaporizhia cũng như cặp hai bên sườn hiện nay mà lực lượng quân đội Ukraine vẫn còn phòng thủ và bám trụ gửi cuộc chiến này càng lúc càng đang khốc liệt ở thành phố Zaporizhia. Nga tìm cách đẩy lui lực lượng quân đội Ukraine ra khỏi tiếng gang gồng, nhưng lực lượng quân đội Ukraine cũng bám trụ nơi đây và tiếp tục chiến đấu. Thì tình hình ở miền đông giáp là giới miền nam Ukraine
thành phố Yabubuya. Thì phải nói ngay bây giờ, kính thưa bạn, là đoạn đường dài hơn ngàn cây số với 4 tỉnh lỵ mà Nga chiếm lấy của Ukraine, thì hầu như nơi nào cũng vậy, cũng là nơi chiến địa khốc liệt chưa từng có. Đó là tin tức đặc biệt về cuộc chiến hiện tại trong 24 giờ giữa Nga và Ukraine. Thì hai bên chưa có tung tin tức về những đạt mục tiêu thành công như thế nào, về số người đã tử vong. Nhưng Ukraine thì cho biết là đã phá hủy những đoạn đường mà mới vừa xây cất, cũng như công binh của Nga xây cầu qua công ngạn Dnipro đã bị quân đội của Ukraine phá hủy. Đó là tin tức đặc biệt về ở Ukraine. Riêng về ở tại đất nước Nga thì hôm nay hãy nói cũng có nhiều tin tức đang sôi động. Đặc biệt nhất đó là với lời của ông Peskov nêu ra về tình hình sự ở nhà là giữa Ukraine và Nga, cũng như ngồi vào cuộc đàm phán mà các báo chí đang bình luận xôn xao về vấn đề lời của ông Peskov, cũng như luôn cả ngoại trưởng của Ukraine ông Kuleba như sau. Thì đầu tiên vô danh muốn thưa cùng với tất cả các bạn nói đến việc ngoại trưởng Ukraine ông Kuleba. Ông đề cập đến các báo chí, đặc biệt nhất là báo ở Hoa Kỳ như New York Times hay là Washington Post thường đăng những tin nói đến việc là ngồi dục cuộc đàm phán mà các giới chức ở nước ngoài, ông không nêu rõ quốc gia nào, họ đang làm lợi cho Putin và họ lên tiếng nói đến việc đàm phán hiện nay mà phương Tây đã lên tiếng kêu gọi là cơ hội cho Ukraine. Thì theo lời của Ngoại trưởng Ukraine ông Kuleba, ông nhấn mạnh một điều, nói chúng tôi đã họp mặt cùng với Liên minh châu Âu và lẫn cả Ngoại trưởng Hoa Kỳ thời gian vừa qua và cho đến ngay bây giờ. Thì từ châu Âu và lẫn cả Hoa Kỳ luôn tôn trọng chúng tôi và không nêu ra vấn đề đàm phán. Quyết định đó là quyết định do đất nước Ukraine. Tổng thống Zelensky, ông có chấp thuận việc đàm phán hay không? Còn các báo chí ra vẻ nhân đạo với những giới chức, ông không nêu tên. Thì lúc nào cũng nói là lo lắng cho Ukraine về tình hình cuộc chiến sẽ đóng băng. Và tốt nhất nên đóng băng ngay bây giờ, đừng để cuộc chiến kéo dài, làm đổ xương máu. Họ ra vẻ đang thương tiếc chúng tôi, cũng như nêu ra điều kiện để chấm dứt cuộc chiến tranh này. Nhưng thật sự, họ đang làm lợi cho Putin. Vào thời điểm mà hiện nay Nga đang vất vả, Nga đang quơ quạng, cũng có thể nói là Putin đang bị đập đầu. Dùng dãy giữa cuộc chiến này, Putin đang mắc kẹt ở dũng sình lầy. Putin muốn thoát. Vì vậy, giới ngoại giao của Nga đi tìm kiếm khắp nơi với các giới chức ở phương Tây để tìm cách nào cho Ukraine ngồi vào cuộc đàm phán, giao 4 tỉnh lỵ đất nước của Ukraine cho Nga thì cuộc chiến tranh kết thúc. Ông Kuleba nhấn mạnh, ông nói quý vị phải nhìn xem Nga xâm lăng vào đảo Crimea vào năm 2014. Chúng tôi đã ký trên dưới hơn 2.000 văn bản vào thời điểm đó và cho đến ngay bây giờ vẫn có những tiếp tục đó. Nhưng mộng xâm lăng của Putin, Putin có từ bỏ không? Quý vị chỉ biết lo cho quý vị, nhưng quý vị không nghĩ đến chúng tôi. Tôi tuyên bố một điều. Đất nước Ukraine, quân đội Ukraine luôn tiếp tục chiến đấu và không bao giờ đầu hàng với quân Nga, dù rằng còn một binh một chốt. Hiện nay, Liên minh châu Âu hỗ trợ chúng tôi đạn dược, vũ khí và chúng tôi tiếp tục chiến đấu. Cuộc chiến đó chúng tôi sẽ còn tiếp tục. Chúng tôi tự sản xuất vũ khí và vũ khí của chúng tôi cũng tiếp tục để chiến đấu với quân Nga thời gian tới. Vì vậy, tôi yêu cầu các báo chí, đặc biệt nhất Washington Post và New York Times, hãy chấm dứt ngay hành động hỗ trợ tiếp tay cho Nga để xâm lăng vào lãnh thổ đất nước của chúng tôi. Qua lời phát biểu của ông Kuleba, ông nhấn mạnh thì cuộc họp của Liên minh châu Âu ở tại đất nước Ukraine vào cuối tuần vừa qua
mà bà Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nhật Bản cũng như luôn cả các quốc gia châu Âu phải chạy xuống hầm để trốn tên lửa lúc đó máy bay của Nga cất cánh. Ông Kuleba nhấn mạnh thêm, ông nói, quý vị hãy nhìn xem đất nước của chúng tôi hiện Nga đang tấn công và chúng tôi còn được duy trì bảo vệ lãnh thổ đất nước của chúng tôi. Bằng chứng cụ thể là với các quan chức châu Âu đến đất nước chúng tôi, thì đất nước chúng tôi vẫn còn duy trì và bảo vệ an ninh. Điều mà tôi nhấn mạnh với quý vị, việc ngồi vào cuộc đàm phán vĩnh viễn không bao giờ có chuyện đó, cho đến khi nào Nga chấp nhận đầu hàng rút quân rời khỏi lãnh thổ đất nước của chúng tôi. Nga muốn xâm lăng vào đất nước chúng tôi cũng có thể tấn công vào lãnh thổ của đất nước Nga như những gì mà quý vị đã thấy. Đó là lời phát biểu của ông Kuleba. Phía Nga, theo lời ông Peskov, cho rằng là hiện nay Ukraine đang cạn kiệt về phương tiện chiến tranh, đặc biệt nhất là Hoa Kỳ và luôn cả NATO không viện trợ vũ khí cho Ukraine chậm chạp, cũng như nói cho nó có để rồi cho Ukraine đi vào tuyệt vọng. Cái giải pháp hiện nay chấm dứt chiến tranh, đó là cái giải pháp Ukraine phải ngồi vào cuộc đàm phán, cũng như về lợi ích của đất nước Nga phải đạt được mục tiêu thành công, theo lời của ông Peskov đã chia sẻ. Thì kính thưa bạn, nói tới nói lui vẫn là sử dụng muốn xâm lăng lãnh thổ đất nước Ukraine, đạt được mục tiêu, đạt được thành công. Nhưng đạt được mục tiêu, đạt thành công rồi, Putin có buông tha hay không? Điều này các báo chí bình luận, đặc biệt nhất là hãng thông tấn AP nhấn đến cho rằng là Putin không bao giờ từ bỏ cái mộng xâm lăng ở Ukraine. Không phải Ukraine không, mà Putin sẽ còn chiếm lấy luôn cả những quốc gia nằm trong liên bang Xô Viết cũ của Nga, chẳng hạn Romania, Hungary, Bulgaria, Albania, vân vân, và lẫn cả Ba Lan với ba quốc gia ở vùng Baltic. Vì vậy là Putin không từ bỏ mộng đó, cho nên cuộc chiến vẫn còn tiếp tục. Ngày nào cuộc chiến ở tại Ukraine còn thì ngày đó chưa chấm dứt, và cho đến khi nào Putin thật sự từ bỏ xâm lăng vào lãnh thổ đất nước Ukraine thì lúc đó mới là chấm dứt. Mà chuyện đó xem bộ hơi bị thừa với Putin hiện nay, vì mộng xâm lăng của Putin vẫn còn tiếp tục và tiếp tục, cũng như cuộc bầu cử ở tại đất nước Nga chuẩn bị diễn ra. Thì tình hình đất nước Nga hiện nay nói đến là xáo trộn, và luôn cả xã hội cũng như giới trẻ bắt đầu bỏ trốn khắp nơi, và những chuyện ở tại đất nước Nga hàng ngày đang diễn ra khó có thể nói được. Và chuyện gì sắp đến ở đất nước Nga khi bầu cử đã bắt đầu ban hành? Với điều này là Putin đang ở trên cái đống lửa, giờ lo sợ phập phồng, không biết chuyện gì sắp đến ở đất nước Nga, cũng như luôn cả số phận của Putin. Bằng chứng ngày hôm nay với các bang của Nga đang chuẩn bị chia 5-7, mà họ đang thành lập quân đội, đặc biệt nhất như Du Danh có thưa cùng với tất cả các bạn nói đến là thủ lãnh Chechnya. Hiện nay ông bất cần Putin, mà ông đặt vấn đề cho ông, cho gia đình của ông, cũng như ông kêu gọi Hoa Kỳ. Đơn phương của ông là sự trả tù binh, cũng như mở cấm vận và cho gia đình của ông, mẹ ông, vợ ông và con của ông bất cấp điều kiện, và cũng như không cần Putin lên tiếng với thả con số. Có người cho rằng 20 người, có người cho rằng con số cao hơn, vì vậy không xác định được là bao nhiêu. Nhưng hiện nay Hoa Kỳ chưa có công bố điều đó, Hoa Kỳ cũng không lên tiếng. Vì vậy đất nước Nga đang chuẩn bị cho một cuộc nổi loạn sắp tới, nếu như bầu cử ở tại đất nước Nga mà Putin đứng lên, hay là Putin thất thế, thì chuyện gì sắp đến ở đất nước Nga khó có thể diễn tả được trong năm 2024. Mà các báo chí đang bình luận về tình hình đất nước Nga hôm nay, thì đó là tin tức ở tại Nga, kính thưa bạn. Thì chúng ta cũng quay trở lại tin tức tình hình ở tại châu Âu, đặc biệt nhất là Thủ tướng Đức.
hôm nay ông đã lên tiếng. Và ông viện trợ một trong loại hệ thống lá chắn tối tân cho Ukraine. Bắn một phút lên tới là hàng ngàn viên đạn 25 ly. Cũng như một trong hệ thống lá chắn đầu tiên mà Đức mới vừa sản xuất để đưa ra chiến trường Ukraine thí nghiệm. Thì theo tin tức từ Ukraine đã cho biết, nói hệ thống lá chắn này, Ukraine có thể sử dụng bắn hạ từ máy bay không người lái và lẫn cả tên lửa của Nga đã tấn công vào lãnh thổ đất nước Ukraine. Không phải hệ thống lá chắn này không, mà còn nhiều vũ khí khác, đặc biệt nhất đó là pháo và radar để cho Ukraine đủ sức để ngăn chặn những gì mà Nga muốn xâm lăng vào lãnh thổ đất nước Ukraine. Sức mạnh của Ukraine sẽ có nhiều hơn nữa trong năm 2024 mà lời của Thủ tướng Đức ông đã tuyên bố. Thì hiện nay ông cũng đang trách móc với 27 thành viên Liên minh châu Âu. Hiện nay là họ đang chần chờ. Họ không muốn hỗ trợ vũ khí. Họ vô trách nhiệm điều mà ông đã nêu ra. Ông nói giải pháp hiện nay đó là phải hỗ trợ vũ khí cho Ukraine. Tiền, vũ khí. Nếu như không hỗ trợ vũ khí thì quý vị sẽ đi đến cái kết cuộc rất là thê thảm cho đất nước của quý vị. Theo lời Thủ tướng Đức, ông đã tuyên bố. Điều đặc biệt thêm là Bộ Ngoại giao của Thụy Điển hôm nay cũng công bố nói về tình hình ở châu Âu cũng như luôn cả Thụy Điển sẽ chuẩn bị một cuộc chiến tranh với đất nước Nga. Vì hiện tại cuộc chiến giữa Ukraine và Nga vẫn còn tiếp tục, không có dấu hiệu là hạ nhiệt cũng như không có dấu hiệu nào để chấm dứt cuộc chiến tranh này, mà nó sẽ còn tồi tệ hơn trong năm 2024 này. Vì vậy hiện nay ông kêu gọi quốc gia và Hội đồng Quốc gia Thụy Điển hãy tiếp tục xây dựng quân đội vững chắc, xây dựng quân đội hùng mạnh và khí tài quân sự, cũng như tiếp tục hỗ trợ vũ khí cho Ukraine. Đó là Thụy Điển mới vừa công bố với tình hình mới nhất hôm nay, kính thưa bạn. Thì ngay bây giờ các bạn thấy nói hiện tại ở châu Âu, nhiều quốc gia ngay bây giờ đang mua hệ thống lá chắn, đặc biệt nhất là Patriot giữa Hoa Kỳ và Đức sản xuất. Thì NATO đã mua lên tới là 1.000 hệ thống lá chắn, những tổ hợp Patriot này vừa hỗ trợ cho Ukraine, vừa hỗ trợ cho châu Âu ở cặp vùng biên giới với đoạn đường dài, đặc biệt nhất là Phần Lan cũng như ba quốc gia ở vùng Baltic, lên tới gần 3.000 cây số đường biên giới Nga đang bị bao vây. Putin thì ở trong cái thế gồng kìm, Putin khó có thể dùng dãy được vì Putin phải đưa quân nhiều khắp nơi. Chứ tính riêng về ở tại Ukraine lên tới 2.000 mấy trăm cây số, kính thưa bạn, là một trong đường dài biên giới khổng lồ. Lại cộng thêm giữa ba quốc gia ở vùng Baltic, Romania và luôn cả Phần Lan, thì Nga phải rẽ quân bao nhiêu? Tức là quân số của Nga hãy trên dưới 2 triệu quân mới có đủ. Nếu như tình hình tồi tệ thì Nga chết chắc. Vấn đề này sẽ dẫn đến một cuộc chiến tranh đầy tâm thế chiến mà các báo chí bình luận cho rằng châu Âu hiện nay đang ở trong cái tình thế là báo động đỏ cho 27 thành viên Liên minh châu Âu cũng như luôn cả NATO đặt ở trong tình trạng chiến đấu. Và luôn cả lời của Thủ tướng Ý vừa qua, ông cũng đã công bố ông yêu cầu thành lập quân đội chung của Liên minh châu Âu và không dính líu với Liên minh NATO. Lý do nếu như Hoa Kỳ bầu cử sắp tới mà cựu tổng thống Donald Trump ông đắc cử và NATO ở trên cái thế là khó có thể vững chắc, bắt buộc phải thành lập đơn vị chung của châu Âu để bảo vệ đơn vị phản ứng trên dưới 400-500.000 quân. Vì vậy các quốc gia phải bỏ tiền thêm để chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh sắp tới. Theo lời của Thủ tướng Ý, ông đã công bố tình hình hiện nay ở châu Âu bước sang một giai đoạn cực nóng như các bạn thấy. Nói trong năm 2024 thì chúng ta cũng không biết ra sao về chuyện gì sắp đến, nhưng họ nói là nó đang rối bời và ở trong cái điểm nóng. Đó là tin tức đặc biệt về
châu Âu, kính thưa bạn, thì chúng ta cũng quay trở lại tình hình ở tại Trung Đông đang dậy sóng. Đặc biệt nhất ngày hôm nay là quân đội của Do Thái đã công kích và làm cho thủ lãnh của Hezbollah đã thiệt mạng. Phó thủ lãnh của Hezbollah đã chết. Theo tin tức từ lực lượng Hezbollah đã cho biết, nói máy bay đã không kích đánh thẳng vào bộ chỉ huy hay là xe chưa có nêu rõ. Nhưng nói cái chết của ông không phải một mình ông mà lên tới 20 mấy người nữa với lực lượng của Hezbollah. Hezbollah lên tiếng thề sẽ đáp trả và trả thù cho phó thủ lãnh của Hezbollah. Trời, thủ lãnh gì đâu mới vừa nhảy lên nhảy xuống, ca múa mới hát có chưa được hai bản nhạc xong xuôi cái sụm bà chè rồi vậy mà còn đánh đấm gì nữa. Nói đến là lực lượng của Hezbollah đã từng tuyên bố là đã có trên dưới hơn 250.000 đầu đạn rocket và là cả tên lửa. Chung trong số này đòi nhấn chìm Ukraine thì chưa gì hết, phó thủ lãnh đã đi bán muối rồi, làm sao chiến đấu, kính thưa bạn. Nói đến chuyện là quân hỗn hợp hiện tại thì tin tức từ quân đội Do Thái đã cho biết, nói hôm nay đã lục soát ở đường hầm và chiếm lấy được một nơi để sản xuất tên lửa và luôn cả rocket đủ loại. Một công ty hãng xưởng của lực lượng Hamas ở đường hầm dãy Gaza. Thì theo tin tức từ lực lượng quân đội Do Thái đã cho biết, nó hiện nay ở nơi khu vực sản xuất này chúng tôi đã kiểm soát hoàn toàn và chúng tôi nghi rằng sẽ còn nhiều nơi khác nữa, không phải nơi đây không, vì đường hầm dãy Mê Cung chúng tôi mới kiểm soát được 1/3 và còn lại thì nó vô số kể, chỉ riêng về ở miền Bắc Gaza, chưa tính đến miền Nam Gaza, còn bao nhiêu mê cung đường hầm nữa mà lực lượng Hamas đã đào, cũng như nói bỏ khoản tiền có thể nói là hàng tỷ đô la với đoạn đường hầm mê cung ở dải Gaza này. Đó là Hamas đã thất bại nặng nề khi lực lượng quân đội Do Thái đã kiểm soát được nơi cơ sở sản xuất vũ khí, cũng như hiện tại ngay bây giờ lực lượng Hamas không còn nơi trú ẩn. Lực lượng Do Thái cho biết thêm, nói là thủ lãnh của Hamas vừa qua đã bắt người dân Palestine làm bia, làm lá chắn. Và quân đội của Do Thái biết được mục tiêu và muốn xóa sổ những sự vụ đó. Lực lượng quân đội Do Thái đã biết rõ và nắm ở trong lòng bàn chân, kính thưa bạn. Nguyên nhân nào thì hiện nay chưa ai biết, nhưng theo lời của quân đội Do Thái đã công bố về tình hình ở tại dải Gaza, Bộ Quốc phòng Do Thái cũng đã công bố cho biết là cuộc chiến sẽ còn tiếp tục, thời gian có thể là cuối năm của năm 2024 mới chấm dứt về tình hình chiến sự ở tại dải Gaza. Hiện nay lực lượng Do Thái kiểm soát chưa hoàn tất, và nhưng tình hình chiến sự giữa lực lượng Do Thái và quân của Hezbollah hiện đang trên đà nóng, mà khi lực lượng Hamas và cộng chung với Houthi cũng như Hezbollah đã tuyên bố là trả thù cho những thủ lãnh của họ đã bị lực lượng Do Thái là không kích và sát hại, thì việc trả thù này có lan rộng ở Liban hay không? Theo các báo chí bình luận cho rằng là chuyện đó sẽ dẫn đến và kéo theo một chuỗi dài phải là thê thảm chưa từng có tình hình ở Trung Đông. Ngày hôm nay thì lực lượng quân đội Do Thái bắt đầu đã thay đổi chiến thuật là tấn công vào ở Syria, đặc biệt nhất là với những vũ khí sát thương ở một đoàn xe vận chuyển vũ khí do Iran cung cấp vũ khí cho lực lượng diễu binh cách mạng của Iran và lẫn cả Hezbollah cũng như lực lượng Hamas, thì bị lực lượng không quân của Do Thái đã xuất kích và nhấn chìm với đoàn xe này. Theo tin tức từ CIA đã cho biết là trên dưới
khoảng 40 người đã tử vong và hàng chục người khác đã bị thương do đợt không kích của lực lượng quân đội Do Thái là tấn công để tàn sát người dân của đất nước Syria. Theo chính phủ Syria đã công bố, thì hiện nay hai bên vẫn còn đang tiếp tục kình với nhau, nhưng điều đặc biệt là Do Thái lại không công bố điều mà tấn công dọc nơi đây, cũng như nói những cuộc tấn công đó là vào lực lượng Hamas và lực lượng Houthi, không nêu ra vấn đề giới binh cách mạng Iran ở tại Syria. Vì vậy, tình hình càng lúc càng đang phức tạp ở Trung Đông, có thể dẫn đến một cuộc chiến lan rộng. Đặc biệt nhất, theo bài báo hãng thông tấn AP nêu ra về tình hình ở tại Trung Đông, nói hiện nay nếu như Do Thái tiếp tục tấn công mở rộng cuộc chiến từ Liban và lẫn cả Syria, thì với cuộc chiến giữa Hoa Kỳ và Iran đang đến gần hơn, và một cuộc chiến toàn diện ở Trung Đông có thể diễn ra, đặc biệt nhất là Biển Đỏ. Với tình hình hiện tại mà Iran đã đưa tàu chiến và lẫn cả hỗ trợ cho lực lượng Houthi ở Yemen, mà Hoa Kỳ đã từng lên kế hoạch lẫn cả Anh Quốc sẽ tấn công vào lực lượng của Houthi ở Yemen, là chẳng khác nào là một cuộc chiến tranh đang mở rộng. Vào thời điểm đó, Iran sẽ bắt đầu nhập cuộc vào hỗ trợ bảo vệ đồng minh mà họ cho là huynh đệ Hồi giáo với nhau. Vì vậy, tình hình ở Trung Đông trong năm 2024 không sáng sủa, mà cũng có thể nói tình hình đang càng lúc càng phức tạp. Đó là các báo chí bình luận. Thì chúng ta hãy chờ xem những ngày sắp tới về tình hình ra sao, cục diện của nó sẽ diễn biến như thế nào, đặc biệt nhất đó là tình hình ở Trung Đông. Kính thưa các bạn, thì chúng ta cũng quay lại khu vực châu Á của chúng ta, đặc biệt nhất là Tàu Cộng. Với mấy ngày hôm nay, Tàu Cộng đã tập trận bắn đạn thật ở biển Hoa Đông và một cuộc đe dọa vào Đài Loan giữa thời điểm Đài Loan bầu cử. Thì ngay bây giờ, nói đến việc Tàu Cộng đe dọa Đài Loan, không thể nói là không có, mà nó còn nặng nề hơn sự đe dọa. Hiện nay, ở đảo quốc Đài Loan, đang dẫn động cuộc bầu cử, đặc biệt nhất là với phó tổng thống của bà Thái Anh Văn, ông đang dẫn đầu. Và còn lại những nhân vật khác, thì nói đến việc bầu cử ở tại Đài Loan rất vui, cũng như nhiều sự thích hợp mà người dân Đài Loan rất hào hứng và thích những cuộc bầu cử này. Với tất cả các bên vận động kêu gọi bầu cử người này, bầu cử người kia, đưa giấy, đưa luôn cả trao tặng quà, những món quà đơn thuần vui vẻ, chẳng hạn kẹo bánh hay những cái găng tay để nấu ăn, cầm những ở nhà bợ những cái nồi không bị phỏng, vân vân. Thì nhiều tin tiết ở Đài Loan đang sôi nổi hôm nay. Đảng Cộng sản Tàu Cộng đang tức tối. Nếu như đảng của bà Thái Anh Văn đắc cử chức vụ tổng thống tiếp tục, thì chuyện gì xảy ra ở Đài Loan, và Tàu Cộng có tấn công Đài Loan hay không? Theo các báo chí bình luận cho rằng Tàu Cộng hiện nay chưa có khả năng đó, vì vừa qua sự kiểm tra mà báo chí của Hoa Kỳ cũng như luôn cả Ngũ Giác Đài đã công bố là tên lửa của Nga ở của Tàu Cộng là bơm nước vào trong đó không có hóa chất lỏng, vân vân. Nhiều chi tiết thì bây giờ chuyện đó có thật hư hay không, như thế nào, Tàu Cộng chưa có lên tiếng, nhưng các báo chí đã bình luận rùm beng. Mà Vô Danh có thưa cùng với tất cả các bạn, những video vừa qua khi Tập Cận Bình đã cắt chức các tướng lãnh thuộc đơn vị tên lửa của đất nước Trung Quốc, thì tình hình đất nước Trung Quốc hiện ngay bây giờ đang rơi ở trong cái tình trạng là hỗn loạn, nói đến nội bộ thanh toán đấu đá với nhau, đặc biệt nhất là với các đại sứ. Thì vừa qua nó một trong đại sứ Tàu Cộng ở tại Pháp, ông Lusa Giả, thì bị cắt chức ở tại Pháp và đưa về đất nước Trung Quốc. Thì bây giờ ông đã biến mất khỏi giang hồ, tức là ông cùng đi theo số phận của Lý Khắc Cường, cũng như luôn cả những nhân vật khác, chẳng hạn như Bộ trưởng Bộ Phòng. Không phải nhân vật này không, mà còn nhiều nhân vật khác, nói đến cấp đại sứ và những cuộc thanh trừng
do Tập Cận Bình đứng ra tình hình ở tại đất nước Trung Quốc trong năm 2024, nhiều đột biến của nó. Mặt quân sự thì Tàu Cộng đang phô trương hạ thủy Tàu Phúc Kiến và những cuộc tập trận bắn đạn thật đe dọa đến Đài Loan. Nhưng thật sự bên trong của đất nước Trung Quốc phải nói là rỗng tét, cũng như cái tồi tệ của nó chưa từng có. Mà người dân Trung Quốc hiện đang lên tiếng hôm nay vì cảnh tình ở đất nước Trung Quốc, đặc biệt nhất là bà Mao Ninh. Bà Mao Ninh hôm nay bắt đầu lên tiếng và chỉ trích Hoa Kỳ, cũng như nói việc Hoa Kỳ áp lệnh trừng phạt đất nước Trung Quốc, đặc biệt nhất là kinh tế cũng như ngành xuất khẩu chip bán dẫn. Hoa Kỳ áp lệnh lệnh trừng phạt với đất nước Trung Quốc về chip bán dẫn, những chuyện mơ hồ, những chuyện vô lý. Bất cứ quốc gia nào sản xuất chip bán dẫn và xuất khẩu sang Tàu Cộng bị Hoa Kỳ cấm vận. Hành động của Hoa Kỳ là một hành động đang khiêu khích, cũng như họ lo sợ rằng là Hoa Kỳ sẽ thua kém Tàu Cộng. Vì vậy là Hoa Kỳ đã cấm vận và cấm xuất khẩu chip bán dẫn cho Trung Quốc với lời sĩ giả của bà Mao Ninh với Hoa Kỳ. Hiện tại thì Hoa Kỳ chưa có bình luận về lời của bà Mao Ninh, phát ngôn nhân của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nhưng với lời lẽ của bà Mao Ninh thật là gây gắt cho Hoa Kỳ trong tương lai sắp tới. Và giữa Hoa Kỳ cũng như Tàu Cộng có đạt đến mục tiêu thành công nào về vấn đề kinh tế hay không? Hay là cuối cùng sẽ đi đến một mức tồi tệ theo các báo chí bình luận cho rằng trong năm 2024 thì rất là ảm đạm cho Tàu Cộng. Và nếu như năm 2025 ở cuộc bầu cử ở tại Hoa Kỳ thì cựu tổng thống Donald Trump ông tái đắc cử, đây là nói nếu thôi nghe kính thưa bạn, thì Tàu Cộng còn tồi tệ hơn nữa. Và cuộc chiến tranh giữa Hoa Kỳ với Tàu Cộng cũng như luôn cả eo biển Đài Loan, kịch bản đó có thể diễn ra một cách tồi tệ theo các báo chí bình luận. Đó là tin tức nói về Tàu Cộng đã lên tiếng chỉ trích Hoa Kỳ về việc Hoa Kỳ ngăn cấm chip bán dẫn của Tàu Cộng, vân vân, nhiều chi tiết khác. Thì chúng ta hãy chờ xem những ngày sắp tới về tình hình ở tại đất nước Trung Quốc trong năm 2024, kịch bản của nó ra sao, từ nền kinh tế, chính trị và lẫn cả quân sự, cũng như Tàu Cộng có tấn công vào đảo quốc Đài Loan hay không trong năm 2024 này. Nếu như đảng của bà Thái Anh Văn tiếp tục cầm quyền ở tại đảo quốc Đài Loan thì Tàu Cộng có thể, đây là chỉ là có thể, vì Tàu Cộng đang lưỡng ước. Nhiều tin tức bình luận cho rằng với năm 2024, nếu như Tàu Cộng xâm lăng vào đảo quốc Đài Loan thì cục xương ở eo biển Đài Loan, Tập Cận Bình khó nuốt, mà Tập Cận Bình có thể là đột quỵ. Nhiều nguyên nhân là khi quân đội của đảo quốc Đài Loan thề một lòng chiến đấu bảo vệ đảo quốc Đài Loan, Tàu Cộng muốn chiếm lấy Đài Loan không phải chuyện dễ dàng. Nói đến về mặt vũ khí không ai biết được là bao nhiêu, nhưng Đài Loan đã dự trữ từ lâu. Mà Vô Danh có thưa cùng với tất cả các bạn, những video vừa qua, kho vũ khí của Đài Loan lớn nhất ở khu vực châu Á. Vì sao? Vì Đài Loan bắt buộc phải phòng thủ. Nếu như không phòng thủ, khó có thể bảo vệ được đảo quốc Đài Loan. Vì đảo quốc không ai chi viện được, không ai tiếp tế được vũ khí. Ngoài việc các quốc gia khác nếu như hỗ trợ bắn những trái tên lửa từ ở bên ngoài hay là tàu chiến, đó là giải pháp hỗ trợ. Không cách nào hơn, nếu như cuộc chiến bùng nổ thì luôn cả Hoa Kỳ cũng không đổ bộ được Đài Loan. Theo các báo chí chia sẻ tin tức đó thì chúng ta hãy chờ xem những ngày sắp tới về tình hình ở eo biển Đài Loan, cục diện của nó ra sao, cũng như giữa Tàu Cộng sẽ tiếp tục đe dọa Đài Loan đến mức độ nào, và bầu cử ở tại Đài Loan Tàu Cộng sẽ hành xử ra sao. Đó là tin tức đặc biệt về Tàu Cộng cũng như luôn cả eo biển Đài Loan. Kính thưa bạn, thì chúng ta cũng quay trở lại tin tức Việt Nam. Hôm nay nói đến tin tức Việt Nam đang tin tức sáng sủa nổi bật, đó là Su-22
chiếc máy bay Su-22 đã rơi ở Quảng Nam. Theo tin tức từ người dân địa phương ở Quảng Nam cũng như những hình ảnh, những đoạn video đã tung tin lên là người dân đang đứng gần ở chiếc máy bay Su-22 đã bị rơi, phi công đã bấm dù, hai người nhảy khỏi và an toàn. Thì theo tin tức từ địa phương đã cho biết là làm hư hại một căn nhà khi máy bay xà xuống và bị bay nóc. Thì theo tin tức từ Bộ Tư lệnh Không quân của Đảng Cộng sản Việt Nam cho biết, nói huấn luyện chiếc máy bay Su-22 đã bị trục trặc kỹ thuật cũng như tai nạn, và điện cho phi công hại lái chiếc máy bay xa ở cánh đồng trống để nhảy dù xuống được an toàn. Kính thưa bạn, trời hay quá trời ha. Hay quá hay luôn. Lần trước thì phi công của Việt Nam sửa chữa máy bay ở trên đó, cố gắng sửa chữa bằng mọi cách để bảo đảm được an toàn chiếc máy bay không hư hại. Lần này thì phi công đã lái ra được ở ngoài cánh đồng ruộng để chiếc máy bay không bị ảnh hưởng đến nhà dân. Thì khi chiếc máy bay Su-22 đã bị rơi xuống thì nhìn qua hình ảnh động cơ đã rơi bên ngoài. Kính thưa bạn, ây cha, máy bay cũng dữ nha. Bay mà máy bay mà bị trở ngại, bị tai nạn xong xuôi rồi là động cơ rớt ngoài luôn. Công nhận giỏi thiệt. Nói đến là phi công của Việt Nam, có thể khi điều khiển được chiếc máy bay bay từ ở bên không, ở trên không và xà xuống ở nơi an toàn, tránh được nhà dân thì quá giỏi rồi. Lại cộng thêm như vậy, đừng để cho máy bay bị nổ, vì chiếc máy bay rơi xuống rồi đứt làm hai khúc, động cơ rơi ra ngoài luôn. Trời, công nhận giỏi luôn, đó là giỏi nhất. Thì các báo chí bình luận nói về máy bay Su-22 của Việt Nam đã bị rơi tai nạn, thì người ta đề cập đến vấn đề các phi công của Đảng Cộng sản Việt Nam vừa qua đã tuyên bố thời kỳ đánh Mỹ cho máy bay 17, 19 đã bay lên trên bầu trời, sau khi đó tắt máy chui vào đám mây để uống cà phê chờ máy bay địch đến. Chắc có lẽ mấy cha nội phi công này đang học hỏi của đàn anh phi công Việt Nam. Vì vậy máy bay Su-22 huấn luyện và chui lên mây, tắt máy, vô uống cà phê nghỉ mát, chờ giây lát nữa xem tình thế có địch hay không, lúc đó bắt đầu nổ máy bay tiếp. Vì vậy máy bay khi tắt máy rồi, kính thưa bạn, nó hạ cánh, nó xuống luôn. Cuối cùng là phi công chạy thoát. Theo các báo chí bình luận về nói việc phi công Việt Nam cũng như máy bay, thì máy bay Việt Nam ngay bây giờ, kính thưa bạn, nói đến Su-21, Su-22, Việt Nam trên dưới còn khoảng gần 200 chiếc, có hơn. Với những máy bay cũ kỹ này thì máy bay này bây giờ không làm gì hết, chỉ có nước là đi đặt cá rô phi thôi, vì lỗi thời rồi. Nó còn tệ hại, nó tệ hơn là cả F-5 của Hoa Kỳ để lại trước kia, vì loại Su này lỗi thời cũng như động cơ của nó không còn sử dụng nữa. Đảng Cộng sản Việt Nam thấy các quốc gia khác về xảy ra tai nạn máy bay nhiều quá, luôn cả B-1B của Hoa Kỳ cũng bị rớt, nói thôi mình hãy tháp tùng cho rớt cho nó vui, để cho biết rằng máy bay của mình cũng loại tốt, chắc chắn nó cũng bị rơi giống vậy, không thua kém gì về không quân của Việt Nam. Thì Việt Nam ngay bây giờ nó còn lại đó là Su-30 và Su-27. Với Su-30, Su-27 là loại tệ hại rồi, kính thưa bạn, nó còn tệ hơn là F-16, xa xôi chưa từng có. Mà nếu như một cuộc chiến tranh ở tại Việt Nam, hay là ở những chuyện gì xảy ra, Việt Nam không có máy bay chiến đấu, đó là nói về việc không quân Việt Nam. Một tin tức đặc biệt thêm là hôm nay tàu hải cảnh của Tàu Cộng xuất hiện ở bãi Tư Chính. Ây cha, trời, nghĩ rằng Tàu Cộng ngay bây giờ đang bao vây khắp nơi, từ bãi Tư Chính, khu vực Hoàng Sa, Trường Sa, cũng như chuyện gì xảy ra ở bãi Tư Chính này. Theo tin tức từ Đảng Cộng sản Trung Quốc, giới hàng hải đã cho biết, nói chuẩn bị đưa tàu thăm dò đến ở khu vực Biển Đông, đặc biệt nhất là khu vực chồng lấn giữa Việt Nam của chúng ta, bãi Tư Chính, lô 01, lô 06, tức là
Tàu Cộng mượn cơ hội này để tiếp tục quấy động. Vừa qua ký kết hàng anh với hàng em. Hàng em thì trọng lú, nói là anh muốn cái gì em giao cái nấy, nhưng anh đừng có quậy quá để cho em sống một chút. Nhưng lần này tàu hải cảnh của Tàu Cộng đến bãi Tư Chính thì chuyện gì sắp đến với Việt Nam trong năm 2024 mà các báo chí bình luận hôm nay. Thế giới hôm nay đã không còn ổn định nữa. Thế giới bây giờ đã bắt đầu rơi vào ở trong cái tình trạng lộn xộn giống như nồi cháo heo mà khó có thể ai biết được. Lại cộng thêm tình hình ở tại dịch bệnh ở Việt Nam. Ngay bây giờ thì nói đến ca đầu tiên phổi trắng đã xuất hiện. Ê cha, xem bộ hơi bị mệt rồi kính thưa các bạn. Phổi trắng xuất hiện là hơi bị mệt cho người dân của chúng ta. Y hệt như ở tại đất nước Trung Quốc. Trung Quốc thì thôi vô số kể, bây giờ cái chuyện đó không còn nói được nữa. Thì bây giờ xuất hiện ở Việt Nam. Theo tin tức từ Bộ Y tế cho biết đây là ca đầu tiên, nhưng không biết bao nhiêu người khác đã bị phổi trắng. Đó là chi tiết về tình hình Việt Nam. Một trong tin tức nói đến bạo hành học đường ngày hôm nay ở Việt Nam, thì một trong tin tức phải nói đang sôi động. 10 người đánh một người, đánh xong xuôi, bắt đầu nạn nhân đã té xỉu và chở đi bệnh viện cấp cứu. Nhưng tới nơi, bác sĩ đã khám và xem qua bệnh tình khi bị đánh đập. Bác sĩ nói, thôi xong rồi, nội tạng đã banh chành, như trái chuối, không còn cứu được nữa. Thì học đường ở Việt Nam ra sao, cũng như Du Danh có thưa cùng với tất cả các bạn, năm sinh lớp 12 ở Quảng Ninh. Và họ đã bị tấn công vào ở trường học này, bị những bạn cùng học 10 người đánh một người còn gì của, kính thưa bạn. Nói đến sự tàn bạo của tuổi trẻ do xã hội Đảng Cộng sản Việt Nam giáo dục ngày hôm nay, đó là cháu ngoan của Hồ Chí Minh là giết lẫn nhau. Và tình hình ở tại Việt Nam nói về bạo hành học đường, không phải lớp lớn không, lớn là xem chuyện nhỏ, mà lớp nhỏ mới là quan trọng hơn. Lớp nhỏ còn đánh đập dã man hơn nữa. Từ con gái lớp 6, lớp 7, lớp 5, lớp 3, lớp 4 là bụp láng xà ngầu hết. Thậm chí thầy cô giáo cũng đánh nhau, lộn xộn xà ngầu ở Việt Nam về bạo hành học đường. Mà bây giờ thì 10 người này đánh một người, công an xử lý ra sao? Theo hiệu trưởng trường Quảng Ninh cho biết thì đây là một tai nạn mà thầy cô giáo phải có trách nhiệm. Ở chuyện đã xong rồi, phải có trách nhiệm. Không có trách nhiệm, ai nhận? Giờ kính thưa bạn, chuyện ở Việt Nam thì tương lai sắp đến ở Việt Nam của chúng ta không biết sẽ ra sao. Nhưng trong cái tình hình hiện tại là Du Danh muốn thưa cùng với tất cả các bạn là xã hội Việt Nam đang rơi vào cái tình trạng là thối nát, tồi tệ nhất chưa từng có. Ngay bây giờ, giống như y hệt như Đảng Cộng sản Việt Nam, vì cùng một xuồng họ giáo dục, họ dạy cho con em của chúng ta đi đến trở thành tồi tệ thối nát. Cứ nhìn qua cán bộ Đảng Cộng sản Việt Nam thì chúng ta đã biết chuyện gì đến cho người dân của chúng ta. Đó là tin tức Việt Nam hôm nay. Dân Du Danh hôm nay có bao nhiêu cái tâm tình chia sẻ cùng với tất cả các bạn thân thương của Du Danh. Du Danh xin kính chúc sức khỏe các bạn khỏe mạnh. Hẹn gặp nhau tại Sài Gòn. Tôi nghe tiếng anh hát giữa Sài Gòn, anh em ơi đứng lên đáp lời sông núi. Tôi nghe như bài quốc ca tôi hát vừa nào, này công dân ơi đứng lên đáp lời sông núi. Đồng lòng cùng đi đi, đồng lòng cùng hy sinh, vì tương lai quốc dân
cùng sông pha khói tên, làm sao cho núi sông từ nay luôn vững bền. Tôi trông thấy em đứng giữa Hà Nội, tay em nắm cao đáp lời sông núi. Tôi nghe như hồn thiêng núi sông thôi thúc trong diên hồng, cho tôi hát vang lời khúc ca rộn ràng. Thủ nước lấy máu đào đen bao, dù cho thấy vơi trên thương đau. Nói giống lúc biên phải cần giải nguy, người công dân ơi máu hiến thân dưới cờ. Này công dân ơi mau đứng lên đáp lời sông núi. Này công dân ơi mau đứng lên lấy máu đào đem bao. Này công dân ơi mau đứng lên làm cho xứng danh, nghìn năm dòng sông La Thơm. Tôi nghe tiếng anh hát giữa Sài Gòn, anh em ơi đứng lên đáp lời sông núi. Tôi nghe như bài quốc ca tôi hát vừa nào. Này công dân ơi đứng lên đáp lời sông núi. Đồng lòng cùng đi đi, đồng lòng cùng hy sinh, vì tương lai quốc dân cùng sông pha khói tên. Làm sao cho núi sông từ nay luôn vững bền. Tôi trông thấy em đứng giữa Hà Nội, tay em nắm cao đáp lời sông núi. Tôi nghe như hồn thiêng núi sông thôi thúc trong diên hồng, cho tôi hát vang lời quốc ca rộn ràng. Thủ nước lấy máu đào đem bao, dù cho thấy vơi trên thương đau. Nói giống lúc biên phải cần giải nghi, người công dân ơi mau hiến thân dưới cờ. Này công dân ơi mau đứng lên đáp lời sông núi. Này công dân ơi mau đứng lên lấy máu đào đem bao. Này công dân ơi mau đứng lên làm cho xứng danh, nghìn năm dòng sông La Thơm. Này công dân ơi mau đứng lên đáp lời sông núi. Này công dân ơi mau đứng lên lấy máu đào đem bao. Này công dân ơi mau đứng lên làm cho xứng danh, nghìn năm dòng sông La Thơm.